Như chúng ta được biết, cái vận 8 từ năm 2004 cho đến năm 2024, thì cái năm cuối của vận 8 này thì có hai nhịp. Một nhịp là đợt vào năm 2013, đúng không ạ? Khi mà cái sao Ngũ Hoàng nó nhập vào Trung Cung, bốn phương tám hướng đều vượng khí, đúng không ạ? Cái này gọi là bốn phương tám hướng đều đắc khí. Năm nay năm 2022 thì khi mà Ngũ Hoàng cũng lại tiếp tục nhập vào Trung Cung, như vậy bốn phương tám hướng đắc vị. Cho nên một cái năm rất là tuyệt vời, đó là năm 2022, đó là cái năm để xây nhà. Vì rất là lâu, phải 9 năm sau nữa chúng ta mới có cái năm mà bốn phương tám hướng đắc khí vận. Và cái năm nay cũng là những cái năm mà tốt cuối cùng của vận 8 cho cái việc mà xây dựng. Chúng ta được biết rằng năm Nhâm Dần là nạp âm là kim. Như vậy thì nạp âm của Thái Thế là kim. Nếu khắc nạp âm của mộ vận là mộc thì năm nay những cái sơn nào mà mộ vận mộc thì không có xây dựng nhà được. Tuy nhiên trong năm 2022 nhâm dần đúng không ạ, nếu như chúng ta khởi cái tuần thủ Giáp Tý đúng không ạ, thì giáp kỷ ất canh bình tân đinh nhâm khởi canh, như vậy chúng ta sẽ có là canh tân sửu đúng không ạ, canh nhâm quý giáp thìn đúng không ạ, ất bính đinh mùi đúng không ạ, đinh mậu kỷ canh tuất. Như vậy thì tân sửu, giáp thìn, đinh mùi, canh tuất, bốn vị này đều không có nạp âm là mộc. Như vậy thì sang năm tất cả căn nhà xây dựng đều không bị phạm mộ long. Mặc dù chúng ta biết là vượng, năm nay là niên vượng, nhưng mà nếu được nguyệt lệnh, tức là được tháng vượng, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì tháng thì nó quản mùa, chúng ta mùa xuân thì mộc vượng, mùa hè thì hỏa vượng, mùa thu thì kim vượng, mùa đông thì thủy vượng. Cho nên được cái mùa vượng khí thì cũng tức là được cái long vận, cũng như là được cái vượng khí cho căn nhà.